thần bóng chuyền châu Á bị xa lánh vì quá xinh đẹp. Vận động viên bóng chuyền người Kazakhstan Sabina Atimbekova không còn là cái tên xa lạ với những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam và châu Á. Cô sở hữu chiều cao tới 1m82 và có gương mặt xinh xắn như thiên thần. Tuy nhiên, cũng bởi nhan sắc quá xinh đẹp đã khiến cho Sabina Atimbekova gặp nhiều rắc rối. Đặc biệt, trong nội bộ đội bóng chuyền nữ Kazakhstan có nhiều thành viên không ưa cô, nguyên nhân bởi họ cảm thấy Sabina Atimbekova là trung tâm vũ trụ. Điều đó khiến cho ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Kazakhstan phải vào cuộc giảng hòa. Ngay cả huấn luyện viên trưởng của đội bóng chuyền nữ Kazakhstan Nurlan Sedikov cũng thừa nhận: "Chúng tôi không thi đấu nổi vì luôn nhận được quá nhiều sự chú ý. Họ như thể rằng cả đội bóng chuyền chỉ có mình Sabina Atimbekova vậy." Sabina Atimbekova bắt đầu được chú ý khi cô tham dự giải bóng chuyền nữ U19 châu Á diễn ra tại Đài Loan vào năm 2014. Sau đó, cô liên tục nhận được lời mời đóng phim và quảng cáo. Tuy nhiên, sự nghiệp bóng chuyền của Sabina Atimbekova lại lận đận vì bị xa lánh, do đó cô đã phải chuyển sang UAE thi đấu chuyên nghiệp. Vào năm ngoái, cô chia sẻ rằng đã lên xe hoa với một vị doanh nhân trẻ, nhưng cả hai khá kín tiếng.